Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Anh Minh Tú Hiền. Hiện tại thì em đang còn giao dàn cày 5 lưỡi cho máy Iseki TA235 nhé. Hiện tại là khách đang ở trên cửa nhé. Khách hôm nay xuống lấy hàng ở bên em nhé các bác nhé. Hôm nay là một buổi trời mưa. Bác bỏ lên lên rồi. Dơ cái nóc kia lên cho nó được xuyết xe. Là thôi chứ khi các bạn nào có nhu cầu về dàn cày úp đất 4 lưỡi, 5 lưỡi để cái cho máy là Kubota, Nhật Bản hay là Iseki, nói chung là dòng máy 4 bánh thì liên hệ bên em nhé. Ta chờ hàng có bây giờ trời làng lấy chung nè, trời làng lấy nè. Ai tiêu, ta nói tiêu. Hội tài xế cái gì? Tiêu tài xế không rứa thì nói sao được. Có anh thôi, có ai làng lách chứ ta đi xe không? Ta đi xe mới lùa được. Đầm được cái ông cạt không? Rồi. Có lọt ra sau thì có cạt chứ không? Thôi. Bây giờ nó đầm có đi. Đầm cái.